Mình là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và mình vừa nhận được 7.0 IELTS. Với tấm bằng IELTS 7.0 thì em đã giành được học bổng 25% tại trường Đại học Công nghệ Sydney. Điểm đầu vào của mình là trung bình là 4.5 và điểm đầu ra của mình là 7.0. Trước khi học tại IELTS Fighter thì em là một người rất là khó để nghe được hiểu hết tất cả các phim ảnh hoặc là các bài nghe ở trên trường, trên lớp. Nhưng sau khi học ở IELTS Fighter, em đã cải thiện được kỹ năng nghe và cũng như là kỹ năng nói. Em có thể nghe được, hiểu được các thông tin từ các website nước ngoài và em có thể tự tin để giao tiếp với những người nước ngoài. Em thấy đội ngũ giáo viên ở IELTS Fighter thì rất là nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và rất là tận tâm với công việc của mình. Đặc biệt đối với em là cô Huyền Lê, cô đã giúp em rất nhiều trong việc cải thiện điểm số của mình. Cô thường giao bài tập và chấm chữa rất là đầy đủ cho tất cả các bạn học viên. Ngoài ra, đến những lúc mà các bạn học viên cần chuẩn bị để ôn thi và thi IELTS thì cô sẵn sàng mở thêm các lớp học ngoài giờ để hỗ trợ các bạn đạt được điểm số mong muốn. Và trước khi thi, cô Huyền Lê đã mở thêm các lớp học Zoom cho em được luyện viết và luyện nói để em có đạt được điểm số mong muốn. Một điều mà mình muốn nhắn nhủ với các bạn đang muốn tìm trung tâm học IELTS thì mình nghĩ IELTS Fighter là một lựa chọn rất là tuyệt vời, bởi vì trung tâm đã có một cái uy tín lâu đời và với trải nghiệm của mình ở tại trung tâm thì quả thực là đội ngũ giáo viên thì rất là chất lượng, các chị tư vấn thì nhiệt tình hỗ trợ tất cả các bạn học viên. Ngoài ra thì các khóa học cũng vô cùng chất lượng và giá cả thì lại hợp lý, nên là mình highly recommend các bạn muốn tìm trung tâm để học tiếng Anh tốt và cải thiện điểm số của mình thì IELTS Fighter là một lựa chọn không tồi cho các bạn. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.